lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên ngày 29 tháng 7 2024 gánh đau thương cùng người đau thương hãy chân tình lòng thành tâm yêu mến nhau chia sẻ khổ đau hiệp lòng một ý cùng một thần chi chúng ta là anh em một nhà hiệp lòng san rồi. Hãy cho nhau tình người bao la. Sống chan hòa. Lòng vì tha. Không kiến kiến oán hờn nhỏ nhien. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 17 thường niên ngày 29 tháng 7 năm 2024. Thân chia và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và là ngày cuối thứ hai cuối tháng 7 ơn Chúa cho chúng ta qua tháng bảy được bình an và dâng lên Chúa tuần lễ mới. Xin chúc anh chị em và các bạn tuần lễ mới vui tươi bình an trong lòng thương xót Chúa. Nào các bạn quay sang bắt tay nhau chúc một tuần lễ mới uh, đầu xuôi đuôi lọt. <cười> <cười> Mời anh em và các bạn chúng ta lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên Bài đọc một năm chẵn trong sách ngôn sứ Jeremia chương 13 câu 1 đến câu 11 Bài trích sách ngôn sứ Jeremia Đức Chúa phán với tôi thế này Người hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng Nhưng đừng ngâm nước Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng có lời Đức Chúa phán lần thứ hai với tôi rằng Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng Hãy đứng dậy đi đến Euphrat và đem dấu trong một kẽ đá Tôi đi dấu đai lưng ấy ở Euphrat như Đức Chúa đã truyền cho tôi Sau nhiều ngày Đức Chúa lại phán với tôi Đứng dậy đi Euphrat lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi dấu ở đó về Vậy tôi đi Euphrat tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về nhưng này chiếc đai lưng đã hư không dùng vào việc gì được nữa bây giờ có lời đức chúa phán cùng tôi rằng đức chúa phán thế này ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của juda và thói kiêu hãnh lớn lao của jerusalem như vậy dân xấu xa này không chịu nghe lời ta cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lại chúng chúng sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia, vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Judah vào ta như vậy, để chúng thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Đức Chúa, đó là lời Chúa. mệnh chăm lập lại câu đáp thiên chúa sinh ra ngươi ngươi lại coi thường thiên chúa là nuôi đã sinh ra ngươi ngươi lại coi thường ngươi quên thiên chúa đừng đã sinh ra ngươi chúa thay vậy thì khinh miệt vì con trai con gái người đã trêu giận người người phan ta sẽ ấn mặt đi không nhìn chung để xem hậu vận chúng ra sao vì chúng là giống nòi trao chờ những đứa con chẳng chút tín chung. Chúng đã thờ các thần không phải là thiên chúa khiến ta phải ghen tương, thờ những thần hư áo mà trêu giận ta. Ta sẽ dùng một dân không phải là dân khiến chúng phải ghen tương, dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chung Hallelujah, hallelujah. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của người. Hallelujah! Mấy anh chị mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13 câu 31 đến câu 35. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác, người nói: nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được người còn kể cho họ một dụ ngôn khác nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men Tất cả các điều đó Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em Thường khi người ta giảng dạy Những người mà không có sư phạm Và cũng không có tâm lý Thì thường đưa những lý thuyết Đưa những giáo điều Họ nghe họ thấy khô khan Những uh, triết lý Rồi những thần học Rồi những gì đó cao siêu quá Nghe họ chả hiểu gì cả Còn Đức Giêsu thì khác Thiên Chúa thì khác Vì một thiên chúa nhập thể vì một thiên chúa thấu hiểu con người cho nên thường dùng những hình ảnh dùng những cái gì cụ thể những cái gì trước mắt con người ví dụ như là một bài đọc ngày hôm nay bài đọc một jeremia thì thiên chúa dùng cái hình ảnh chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng còn trong tin mừng thì chúa giêsu nói cho dân hai dụ ngôn nước trời như là chuyện hạt cải gieo trong ruộng mình ai mà không làm nông ai mà không thấy được chuyện hạt cải nó như thế nào rồi nước trời giống như chuyện nắm men bà kia vùi trong đống bột những hình ảnh rất là thân thuộc rất là thân quen của người nông của người làm um, cơm của người làm bếp hạt cải và nấm men cũng như là cái thắt đai lưng thì chuyện không còn xa lạ gì ai cũng có thể tưởng tượng ai cũng có thể nghĩ ra những câu chuyện đời thường Chúa dùng để nói về những chuyện thiêng liêng cao siêu Ta bảo là thiên uh, Chúa Đức Giêsu Nói những chuyện uh, cao siêu một cách bình thường Cho người ta dễ hiểu Còn chúng ta, con người mình muốn chứng tỏ mình là Người học cao, hiểu rộng, biết nhiều Cho nên nói những chuyện bình thường một cách cao siêu Người ta không hiểu gì hết muốn để cho ra vẻ là mình là người trí thức, mình là người học rộng, hiểu biết cao, cho nên là nói những chuyện bình thường một cách cao siêu, người ta chẳng hiểu gì. Còn thiên chúa của chúng ta thì nói những chuyện cao siêu một cách bình thường, cho nên thấm vào người ta, ta dễ hiểu. chuyện thắt đai lưng mà anh có đai lưng, bị ta gọi là dây nịt, ta gọi là dây thắt lưng hoặc là dây da hoặc là người xưa gọi là sanh tuya, bây giờ gọi là gì? thắt lưng phải không? Phải không ạ? Thắt lưng bằng của anh bằng da hay bằng vải? Bằng da. Bằng da. Thế thì câu chuyện đó thắt lưng quá nó dễ hiểu. Mà chú bảo đem cái thắt lưng nó ngâm nước. Mua về đem ngâm nước. Thắt lưng thì không xài đem ngâm nước. Xong một lần sau lại mua đứng dậy đi đến giấu vào một trong kẽ đá. Đi giấu vào trong kẽ đá. Rồi nhiều ngày sau lại đi lấy cái dây lưng mà giấu đó đưa về tôi đi lấy dấu về nhưng mà bây giờ nó bị hư không dùng được nữa ngâm nước rồi, rồi không sử dụng Sao xài da dạ nó mốc còn nó hư ẩm không dùng được nữa rồi từ đó tôi nói này ta sẽ hủy diệt thói kiêu căng của Juda và thói kiêu hãnh lứt lao của Jerusalem dân xấu xa không chịu nghe ta nó cứng đầu cứng cổ ngoan cố chạy theo thần khác làm tôi sụp lại chúng. Cho nên nó sẽ nên như chiếc dây da kia hoàn toàn vô dụng không xài được nữa. Cứng đầu cứng cổ ngoan cố chạy theo suy sụp thờ lại các thà thần các thần ngoại mà bỏ rơi thiên chúa trong khi đó chúa nói là ta muốn dùng cái dây thắt lưng ấy để siết nó lại vào với ta cả nhà Israel và nhà Judah lại với ta để trở thành dân của ta. Và khi nó sát với ta, nó gắn bó với ta như vậy thì dân ấy, dân riêng của ta sẽ đem lại tiếng tăm danh dự và vinh quang cho ta. Nhưng chúng chẳng chịu nghe. Nó như sợi dây da bị ngâm nước và đem bỏ vào trong hốc đá nhiều ngày bị rã ra không xài được nữa nó không muốn siết chặt vào với ta mà nó muốn gỡ cái sự dây già giữa ta với nó mà chạy theo thần ngoại suy sụp thờ lại thần ngoại bây giờ mỗi người chị em mình cũng vậy chúa nói những đau khổ siết con chặt vào với ta đau khổ có giá trị vô cùng. Chúa nói với Phostina khi mà Phostina gặp biết bao nhiêu đau khổ trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị uh, cho rằng bị quỷ ám, bị tâm thần. Loan truyền lòng thương xót Chúa mà cho rằng bị tâm thần. Nói Chúa hiện ra mà bảo rằng bị quỷ ám, đau khổ quá. Phostina bảo Chúa ơi, sao mà đau khổ thế này? Chúa nói là đau khổ có giá trị vô cùng. Đau có giá trị vô cùng vì chính trong đau khổ Mà con được gắn bó với ta Đau khổ nó siết chặt con vào với ta Càng đau khổ bao nhiêu con càng nên giống ta bấy nhiêu Thì Chúa muốn siết chặt chúng ta vào với Chúa Qua những đau khổ thử thách Trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa Nhưng mà mình thấy đau khổ mình chịu không nổi Không muốn cái dây da đau khổ nó siết chặt mình nữa Mình gỡ mình vùng mình thoát Và khi mình vùng mình thoát Không muốn đau khổ nữa Mình chạy theo cái gì mà làm cho mình sung sướng Đi thở lại danh uh, vinh quang của thế gian đi thở lại tiền tài danh vọng chức tước địa vị tìm cái gì nó thỏa mãn cho bản năng cho thú tính của mình thoát khỏi sự gắn bó mật thiết với chúa và chính như thế thì mình bị chúa loại trừ không phải là chúa loại trừ con người thực ra là con người loại trừ chúa ra khỏi cuộc đời của mình tháo cái sự như da à, gắn bó mình với Chúa để đi theo danh vọng quyền lợi chức tước địa vị thờ lại những thứ đó như là thần như là Chúa của mình và cho rằng đó là hạnh phúc của mình Chúa vẫn gắn bó với con người nhưng con người không gắn bó với Chúa nó chẳng chịu nghe ta thay vì đem lại tiếng tâm danh dự và vinh quang cho Chúa như là Chúa nói với Phostina và Phostina xác tín rằng là ước gì mọi vinh quang đều quy về lòng thương xót Chúa. Mọi sự đều làm vinh danh lòng thương xót Chúa. Còn mọi sỉ nhục đau khổ cứ chút xuống trên đầu của tôi. Mọi đau khổ sỉ nhục cứ chút xuống trên đầu của tôi miễn là Chúa được vinh quang. Đó mới là điều trinh yếu. Danh dự vinh quang cho lòng thương xót Chúa. Đó mới là điều quan yếu nhất. Còn phần còn lại những đau khổ sỉ nhục thì cứ chút xuống trên tôi. Đấy là con đường mà chúng ta đi Và khi mình đi vào con đường đó Mình siết chặt vào với Chúa đó Mình không bị hư mất Mình không phải là đồ phế bỏ Không phải là như sự dây da Ngâm nước và để quên lãng Mà mình trở thành một hạt cải Trở thành một nắm men Hạt cải và nắm men ấy được Chúa mô tả giống như là sự nhỏ bé, sự hủy mình, sự khiêm tốn mà nó vẫn siết chặt với Chúa thì cái hạt cải ấy là nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống nhưng khi lớn lên lại trở thành rau lớn nhất trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành và nước men kia người đàn bà vùi à, trong ba đỗ bột cho đến khi tất cả bột dậy men lên đó là nước trời lòng thương xót Chúa cũng vậy ngày hôm nay thưa anh chị em và các bạn chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa khởi đầu như công cuộc mà chúng tôi thực hiện trong suốt 20 năm qua. Khởi đầu chỉ là cá nhân lẻ, rồi liên kết với người này, liên kết với người kia. Như là nấm men cứ từ 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 làm cho người ta dậy men lòng thương xót Chúa. Nơi những đấm bột chưa biết gì đến lòng thương xót Chúa, chưa biết gì đến men lòng thương xót Chúa. Thì chúng tôi làm men để dậy men lòng thương xót Chúa nơi những nấm bột là những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Và bây giờ anh chị em thấy phát triển như thế nào, mỗi người chúng ta tự thấy điều đó. Mỗi ngày hạt giống lời Chúa mà chúng tôi gieo uhm, trong những món ăn tinh thần gửi đến anh chị em mỗi ngày qua những phương tiện truyền thông, đồ gửi lên YouTube, gửi lên uh, Facebook rồi lên trang web, những hạt giống lời Chúa ấy gieo và bây giờ thì người này truyền cho người nọ, người nọ truyền cho người kia. Hạt giống lời chú ấy đang càng ngày càng lớn lên. Ngày ngày nghe lời Chúa mà không nghe không chịu được. Không nghe không chịu được. Đấy, thưa anh chị em. Cứ sinh sôi nảy nở như vậy. Giống như lúc mà chúng tôi đến giao điểm tin mừng. Cũng thế, chỉ là 5-10 người. Cứ kiên trì chăm sóc tươi tắm hạt giống bằng chúa mừng côi mỗi ngày Chúa lòng thư xót rồi chầu mình thánh và thánh lễ bốn món ăn tinh thần chúa mừng côi Chúa lòng thư xót chầu thánh thể và thánh lễ cứ liên lỉ cứ kiên nhẫn ngày này qua ngày khác rồi người ta kéo đến người ta kéo đến mỗi ngày từ năm người lên đến năm trăm lên đến năm ngàn và lên đến năm mươi ngàn và khi lên đến năm mươi ngàn lên đến đỉnh như vậy thì chúa cho covid xảy đến rồi chúa cất đi đem về trung tâm mục vụ. Hạt giống lại bắt đầu gieo từ trong phòng 307. Qua những phương tiện truyền thông, đến với từng người từng người. Đến mức độ mà có những người bảo bây giờ không nghe lời Chúa là không chịu được. Mà thấy nó bức bối là làm sao nó khó chịu lắm. Một cha phó một nhà thờ chính tòa gọi tôi đang chia sẻ vừa mới xong thì ngài gọi cha long nói chuyện tí được không bỏ được có chuyện gì mời cha nói có chuyện này này là có một người muốn gặp cha khó khát lắm cha có cho gặp không sẵn sàng họ cha cho điện thoại đi con gọi mà không người đang đứng bên cạnh tôi này tôi nối điện thoại tôi điện thoại cho cha nói chuyện với bà bà là bà 88 tuổi ở dưới mỹ tho bà nói là bây giờ bà không nghe cha giảng bà không chịu được không ngủ được bà nghe bằng cái máy mà giờ cái máy của bà nghe 3 năm nay nó bị hư cái máy giảng là lời chúa giảng lòng thư xót bà giảng lòng thư xót chúa bị hư bề vào đêm bà không nghe bà không ngủ được cho nên bà muốn gặp cha trực tiếp để cho có cái nào giúp bà hay không vâng vậy cha truyền máy cho con con nghe nói chuyện với bà nói cha ơi con 88 tuổi rồi giờ rồi cái máy của con nghe ba năm nay về nó hư rồi không uh, mở được mà tối con nằm mà con không nghe lời chúa không nghe cha giảng con ngủ không được vậy cha có cách nào giúp con không nói vậy thì một là bà bảo trái lên trên này, hay là cho địa chỉ con gửi xuống cho trái. bảo trái xong bà quen được cha để mà cha cho bà điện thoại để nói chuyện hay vậy. bà phải quen thân như thế nào chứ. bà nói hơi trắng dếu gì trang, nó là con con á. như bà cười phá lên ông cha phó chính thoại đó là con của bà. mà bây giờ bà không có máy của tôi thì bà không ngủ được. ta sợ cha phó nói đó cha thấy không? bà nói vậy đó mà bây giờ con làm sao con lấy máy chạy được thì vậy con gửi cho cha thì thưa anh chị em hạt giống lời của chúa cứ gieo như vậy rồi bà già 88 bà lại đi người giới thiệu cho người khác giới thiệu cho người khác cứ vậy mà cứ loan cứ lan thành cây lớn nhất chim trời đến làm tổ bây giờ những người vùng sâu vùng xa Bởi những người dân tộc bị những người nghèo những người ngoại đạo đến làm tổ ở cây lòng thương xót ấy rồi anh chị em thấy tuyệt vời không hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Rồi hành giống lời Chúa ấy gieo ở từ Việt Nam qua phương tiện truyền thông này từ trong 307 này đi đến các nước trên thế giới nơi nào có người công giáo họ tìm có những người thì tình cờ mở có những người thì người khác giới thiệu có những người thì đi tìm tòi khám phá và khi họ nghe được rồi thì hàng ngày đi làm mở nghe rồi lúc nghỉ mở nghe và tiệm neo mở nghe đi làm trên đường về cũng mở nghe cứ như thế rồi lại giới thiệu cho người này giới thiệu cho người nọ giới thiệu cho người kia và công việc của chúng ta là giới thiệu lòng thương cho chúa cho người khác để hạt cải được lớn lên để nấm men ấy được lan tỏa trên những nấm bột chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta làm cho hạt cải lòng thương xót chúa làm cho nấm men lòng thương xót chúa được lan tỏa đến cho người khác thì ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Tức là cuối cuộc đời của mình được về với Chúa, được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa, được về nước trời, được về thiên đàng. Cụ thể là như thế. Thì dạy gì mình không làm chuyện đó. Dạy gì mình không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa và đi loan truyền. Có mất mát gì đâu thưa anh chị em. Tin mà có mất gì đâu, chỉ có được thôi chứ làm gì có mất. Được ý nghĩa cho cuộc sống của mình, được sống cuộc đời có ý nghĩa. Bên cạnh đó là những ơn vật chất không kể Thế thì Mỗi người anh chị em mình đã được Chúa trao cho Một ơn Sống xứng đáng với ơn gọi Như anh chị em vừa mới nghe Hôm qua Hãy sống xứng đáng với ơn gọi mà Chúa truyền cho anh chị em Và ơn gọi đấy mời gọi chúng ta là Hãy siết chặt vào với Chúa Qua những đau khổ khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa Bị hiểu lầm, bị nghi ngờ Rồi có người, có người bị thất nghiệp có những em đang đi làm ngon lành, Thưa cha con xin nghỉ và sao vậy? Vì họ không cho nghỉ thứ bảy, chủ nhật cho nên là khó khăn quá, bị áp lực quá. Thứ bảy, chủ nhật thì con muốn đi nghe lời Chúa, muốn đi phục vụ lòng thương xót Chúa để loan truyền lòng thương xót Chúa, mà uh, thứ bảy, chủ nhật khó quá hoặc là buổi chiều tối con muốn đi chia sẻ thì lại không đi được. Thôi, con xin nghỉ, kiếm việc khác làm sao cho nó phù hợp với yêu cầu của con là thứ bảy, chủ nhật nghỉ và buổi chiều được nghỉ để con đi làm công việc là trở thành men lòng thương xót Chúa cho người khác trở thành hạt giống lòng thương xót Chúa đi loan tỏa cho người khác đó cái đau khổ đó cái khó khăn thử thách ấy nó làm cho ta siết chặt vào việc Chúa hơn sắc tín và quyền năng lòng thương xót Chúa một cái sự lựa chọn và cái sự lựa chọn nào cũng đòi hỏi về sự hy sinh một cái sự từ bỏ không có bắt cá hai tay được không có được lợi lời lại cả thế gian mà được rỗi linh hồn Thế còn gì bằng không có chuyện đó Đi theo con đường lòng thương xót Chúa Là con đường được lời lãi cả thế gian Mà mất linh hồn thì ích gì Chứ không phải là được lời lãi cả thế gian lại còn rỗi linh hồn thì còn gì bằng Làm gì có chuyện đó Xin Chúa cho mỗi người chúng ta Được xác tín vào Quyền năng lòng thương xót Chúa Để Lòng thương xót Chúa được lớn lên Được lan tỏa Trong con người nhỏ bé yếu hèn của chúng ta Chỉ là những hạt cải Chỉ là một rú men mà thôi mấy em và các bạn mở kinh nguyện lòng thương cho Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu con tin thật Chúa ngự trong phép Mình Thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho chọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. AMEN Chúa ở cùng anh chị em Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thanh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. So